theo sát diễn biến đường đua, dự đoán phân tích chiến thuật sắc bén, và những khoảnh khắc đầy kịch tính ở đích đến. Mời quý khán giả đón xem chương trình tường thuật cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023 HTV Tôn Đông Á, phát sóng hàng ngày trên HTV9 và HTV Thể Thao.